Hello hello, Phương đang có mặt tại Thụy Sĩ. Phương đang chuẩn bị đi nhảy dù. Nhưng mà hồi hộp quá, các chị thấy những cái chiếc dù lượn ở trên đầu Phương ạ. Tí nữa Phương sẽ quay dù lượn. Thôi, Phương đang có mặt chuẩn bị đi nhảy dù tại Thụy Sĩ đây. Thích không ạ? Siêu thích luôn. Đầu tiên là mình sẽ chọn một chuyên gia sẽ cùng bay với mình, và mình bắt được tên là anh Lucky. Nghe tên Lucky là may mắn rồi. Và bây giờ xe đang di chuyển lên đèo, lên núi. Phải đi khoảng 20 phút lên để lên cái đỉnh núi. Và cảnh ở đây rất là đẹp các anh chị, rất mê Thụy Sĩ luôn. Và chúng ta đi lên đỉnh núi cao, bay từ trên cao để chúng ta ngắm nhìn thế giới. Chúng ta không leo lên đỉnh núi để cả thế giới nhìn mình, nhưng có một cái điều tuyệt vời, đó là chúng ta có thể nhìn cả thế giới từ trên cao, và chúng ta có thể ngắm nhìn được khung cảnh xinh đẹp và tận hưởng cái cuộc sống tuyệt vời này. Hello, Phương đang có mặt trên đỉnh núi tuyết và chuẩn bị đi nhảy dù. Các chị có thấy những anh chị đang chuẩn bị bay không ạ? Đó đây thì động viên chuẩn bị bay đây. Hello hello, chúng ta đang trên đỉnh núi tuyết và chuẩn bị bay. Hello hello, đây là những anh chị động viên. Xin chào bạn Hoa, chúng ta đang chuẩn bị nhảy dù, bạn Hoa cảm thấy thế nào? Bay là các anh chị, rất là hồi hộp luôn. Bây giờ là đang chuẩn bị, anh chị đang chuẩn bị là đang dùng ra bay. Anh áo xanh kia là mình sẽ bay đối phương. How you feeling? I'm really nervous. Let's see. A man who fly with me. Hello, Lucky. Hello, Lucky. How are you? I'm very good, but a little bit dizzy now. A little bit excited. Thank you. Do we need a face mask? No, no. No face mask? For what? I don't know. For the comp. No, just protect the face in the air. Okay, just for picture. Yes. Okay. Chuẩn bị rồi đấy nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.